Thưa quý vị, các di tích và địa điểm thờ tự vua Hùng ở khắp nơi luôn được người Việt bảo tồn, gìn giữ và xây dựng. Những không gian tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ấy chính là bằng chứng sinh động, đầy thuyết phục về sự bảo lưu và phát triển của tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trong cộng đồng người Việt. Với 1.417 di tích thờ cúng vua Hùng, như khẳng định, tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương là di sản văn hóa độc đáo, thấm đẫm vào tâm hồn, tình cảm, trở thành đạo lý truyền thống của mỗi người dân Việt Nam. Năm nay, Dỗ Tổ Hùng Vương, Lễ hội Đền Hùng và Tuần Văn hóa Du lịch Đất Tổ năm 2024 được tổ chức theo quy mô cấp tỉnh từ ngày mùng 1 đến mùng 10 tháng 3 âm lịch. Về phần lễ, các thủ tục nghi lễ được thực hiện theo đúng truyền thống của dân tộc, quy định của nhà nước, đảm bảo tính trang nghiêm, thành kính. Phần hội mang không khí vui tươi, phấn khởi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, tạo sự hài lòng cho nhân dân và du khách thập phương về dự lễ hội. Hôm nay đoàn tôi là có 300 người di chuyển từ Hà Nội xuống đây. Trên đường đi lễ hội thì thấy là công tác bảo vệ an ninh trật tự là làm rất là chu đáo và tốt. Mọi người di chuyển là vẫn rất là nhẹ nhàng và không gian lễ hội thì cực kỳ tuyệt vời. Những người con ở miền đất tổ đều thể hiện niềm tự hào, duy trì những truyền thống lâu đời, bày tỏ lòng biết ơn đối với tiền nhân. Năm nào cũng vậy, chị Hải cùng với các con, các cháu chuẩn bị mâm cúng vua Hùng một cách thật chu đáo. Đặc biệt, bánh chưng, bánh dày, gạo tẻ là phẩm vật không thể thiếu với nhiều ý nghĩa tâm linh đặc biệt. Bánh chưng thì thuộc hệ âm, có hình vuông và có góc cạnh và thể hiện cho đất, hoa cỏ, cây cối. Còn đối với bánh dày là hệ dương và có hình tròn, không có góc cạnh và thể hiện là bầu trời và có màu trắng. Còn đối với cơm tẻ thì cơm tẻ đó là để tưởng nhớ đến các vua Hùng đã dạy cho người dân để cấy lúa và làm ra lương thực hàng ngày. Không chỉ dừng lại ở một nghi thức đơn thuần, việc dâng các lễ vật cúng vua Hùng cũng là một cách nhắc nhở các thế hệ sau về đạo lý uống nước nhớ nguồn tốt đẹp của dân tộc. Đó chính là mạch nguồn tri ân tuôn chảy qua nhiều thế hệ, duy trì nề nếp gia phong, xây dựng xã hội văn minh và nhân ái. Đây cũng là một truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam ta, đó là phải ghi nhớ đến công ơn của các đời vua Hùng đã có công xây dựng và gìn giữ đất nước. Trong gia đình thì tôi luôn luôn nhắc nhở các con, dạy dỗ các con ghi nhớ đến công ơn của các đời vua Hùng cũng như là ông bà tổ tiên, và để luôn luôn học tập, cố gắng, phấn đấu, cống hiến để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Thưa quý vị, không chỉ tại tư gia mà tại nhiều tự viện, tinh thần tri ân báo ân cũng được thể hiện rõ nét. Đối với nhiều Phật tử, đặc biệt là các Phật tử lớn tuổi, không có điều kiện tới Đền Hùng, thì họ cũng có những cách khác nhau để được bày tỏ lòng thành kính với vua Hùng một cách ý nghĩa và trang nghiêm. Chùa Khánh Nghiêm, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ, rộn ràng với từng hàng Phật tử ngay ngắn, trang nghiêm, dâng những phẩm vật tươi ngon nhất tưởng nhớ công lao các đời vua Hùng. Là vị tu sĩ từ miền Nam ra Bắc Hoằng Pháp vừa tròn một thập kỷ, Đại Đức Thích Tử Hiệp, trụ trì chùa, đã nắm bắt được tâm tư nguyện vọng của bà con Phật tử, gìn giữ nét đẹp tri ân, báo ân. Những năm gần đây, thì trong ngày mùng 10 Dỗ Tổ Hùng Vương, thì chùa cũng tổ chức lễ tưởng niệm, rồi cho các cụ sinh hoạt đi lễ rồi ăn cơm ở chùa. Con cháu cùng chung một cha ngồi ăn cơm với nhau, nó rất là vui. Chia sẻ với nhau những câu chuyện về các đời vua Hùng Vương, rồi chúng ta nói về cái lòng biết ơn, rồi cùng nhau xây dựng tổ quốc quê hương ngày càng tốt đẹp hơn thông qua lời mà Đức Phật dạy. Hòa quyện giữa cái văn hóa dân tộc và cái văn hóa Phật giáo vào với nhau, tạo nên một cái ấn tượng đối với nhân dân quần chúng ở đây. Là một người trẻ sinh ra ở mảnh đất Phú Thọ, đất nơi đất tổ vua Hùng ấy, sau khi được nghe quý thầy chia sẻ về công ơn của các đời vua Hùng và các tiền nhân đi trước, thì chúng em nhận thức được là trách nhiệm của giới trẻ của mình để học tập và cố gắng làm việc để xây dựng mảnh đất tổ vua Hùng ngày càng phát triển. Dù cuộc sống có nhiều đổi thay, thế nhưng niềm tự hào là con lạc cháu hồng, sự biết ơn với ông bà tổ tiên sẽ là kim chỉ nam cho con cháu để luôn sống có đạo đức, có trước, có sau. Dù là giàu hay là nghèo, phát triển hay là không phát triển,
thì nó đều phải dựa trên cái nền tảng là đạo đức. Mà cái căn bản của nền tảng đạo đức là tri ân và báo ơn. Cho nên cái việc mà sống theo đạo lý Việt Nam là uống nước, nhớ nguồn, ăn quả nhớ kẻ trồng cây là một điều tuyệt đối mà những người Việt Nam mình nói chung, Phật tử nói riêng phải luôn luôn ghi nhớ trong lòng của mình. Nếu người nào sống được như vậy, người ta sẽ sống rất có đạo đức và xã hội sẽ ổn định, rất là ổn định, không có những cái gọi là tiêu cực xảy ra. Hàng năm, vào ngày 10 tháng 3 âm lịch, người dân Hà Tĩnh và các địa phương lân cận lại hướng về khu di tích lịch sử văn hóa Đại Hùng ở thị xã Hồng Lĩnh để tham dự lễ giỗ Quốc Tổ Hùng Vương. Tại đây, bà con tham gia hội thi gói bánh chưng dâng Quốc Tổ. Những chiếc bánh ngon nhất, đẹp nhất dâng lên Đức Thủy Tổ Kinh Dương Vương và các vua Hùng. Nhân bánh rồi lá bánh, tất cả các cái sản phẩm thì đều rất là sạch và an toàn để dâng lên Quốc Tổ Hùng Vương. Chùa Đại Hùng Hà Tĩnh là một trong 1.417 điểm có thờ cúng các vị vua Hùng trong cả nước. Nhưng điều khiến tự viện này trở nên đặc biệt đó là nơi đây thờ Thủy Tổ Kinh Dương Vương. Tương truyền, đây là nơi Đức Thủy Tổ đã dựng đô trước khi rời ra tỉnh Phú Thọ. Có thể nói, việc cộng hưởng huyền sử Kinh Dương Vương định đô trên dãy Hồng Lĩnh với quan niệm đất của vua, chùa của làng đã hình thành tín ngưỡng đặc sắc chỉ có ở dân tộc Việt và thuần Việt. Đó là tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên và thờ Phật xuất phát từ sự tương đồng giữa giáo lý nhà Phật với những giá trị nhân văn cao đẹp trong văn hóa Việt. Thế nên, đã thành truyền thống, hàng năm cứ đến dịp giỗ Tổ Hùng Vương mùng 10 tháng 3 âm lịch, thì bà con trong vùng lại cùng đến tự viện để dâng hương tưởng niệm vị Thủy Tổ Kinh Dương Vương và các vua Hùng. Chùa Đại Hùng là một trong những kinh đô của ngàn hống mà hàng năm ấy, thì tôi cứ về đây là nhớ đến cội nguồn của tổ tiên, biết được rằng đây mới là cái gốc đầu tiên, cho nên tôi rất trân trọng và rất thích đến đây. Các lễ vật mà mọi người đưa đến để dâng lên ngày giỗ của Thủy Tổ và các vua Hùng chủ yếu là sản phẩm nông nghiệp làm ra như bánh chưng, bánh tét, hoa quả. Các loại dâng tế ở đây đều là chay tịnh, là chốn thiền môn thờ Phật, song không chỉ có các thiện nam tín nữ theo đạo Phật mà bà con trong cộng đồng cũng cứ đến dịp này đều tới đây để dự lễ giỗ Thủy Tổ Kinh Dương Vương, dâng nén tâm hương, hướng về cội nguồn dân tộc, hướng về chốn tổ với tất cả tấm lòng tri ân, thành kính. Chị em từ tất cả các phương xã rất là quan tâm, đặt cái tấm của mình, dâng lên Quốc Tổ những cái chiếc bánh gói rất là đẹp và chất lượng tốt nhất. Đây là một niềm tự hào của không nhân dân Hà Tĩnh mà cả nhân dân cả toàn bộ cái vùng đất Quan Châu cũ hay là vùng Thanh Nghệ nói chung, Thanh Nghệ tỉnh nói chung. Bởi vì dịp này thì không những để cho chúng tôi được ôn lại truyền thống dân tộc của mình, đồng thời là nâng thêm lòng tự hào dân tộc và cũng như để giáo dục cho con cháu truyền thống yêu nước, truyền thống uống nước nhớ nguồn của dân tộc ta. Không chỉ trong nước, với cộng đồng kiều bào Việt Nam ở quốc tế, lễ giỗ tổ là dịp thể hiện tình cảm thiêng liêng, in sâu trong tâm khảm mỗi người dân đất Việt, giúp cộng đồng hiểu thêm về giá trị tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương, tăng cường đoàn kết, truyền lửa cho thế hệ trẻ cùng hướng về quê hương đất nước. Đây là một cái dịp để cộng đồng được gặp gỡ, giao lưu, được cùng hướng về quê hương đất nước, cùng hướng về tổ tiên nguồn cội. Và quan trọng hơn nữa, đó là những thế hệ trẻ, những bạn trẻ trong cộng đồng có cơ hội để tìm hiểu hơn về văn hóa Việt Nam, tìm hiểu hơn về tổ tiên nguồn cội của mình, để tự hào hơn nữa về bản sắc Việt, về dân tộc Việt, về lịch sử và về truyền thống của đất nước ta. Mặc dù điều kiện còn khó khăn, nhưng phần lễ vẫn được bà con kiều bào tổ chức trang nghiêm, thành kính. Trước bàn thờ Quốc Tổ Hùng Vương, đông đảo bà con đã làm lễ dâng hương và đọc bài tế tri ân công đức tổ tiên đã có công dựng nước, đánh đuổi giặc ngoại xâm, gìn giữ non sông gấm vóc. Rất là vất vả, nhưng mà tôi cảm thấy xứng đáng, là tự hào mình, anh em và bản thân mình đã góp một phần rất quan trọng vào sự kiện này. Cảm thấy rất là vinh dự để ôn lại các cái vị hào hùng của các vị vua Hùng từ ngàn năm. Với niềm tin thành kính tri ân công đức, từ hàng nghìn năm qua, các thế hệ người Việt đã sáng tạo, thực hành, vun đắp,
và lưu truyền tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Từ đó khẳng định, người Việt dù ở miền xuôi hay miền ngược, vùng núi hay hải đảo, trong nước hay ngoài nước thì đều có chung nguồn gốc, tạo nên niềm tin tâm linh mạnh mẽ và truyền thống đoàn kết thương yêu, đùm bọc lẫn nhau.